Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị mới mình mới chế tạo ra. Đó là cái bộ báo quên gạt chân trống. Đấy, tại mình đi ở ngoài đường mình thấy rất nhiều trường hợp, nhiều người lớn tuổi, đàn bà, trẻ em, thanh niên, phụ nữ, bạn gái gì đó đều bị quên cái gạt chân trống này nè. Quên gạt chân trống khi mà chạy xe. Thì mình đi mình thấy như vậy thì mình thường hay nhắc người ta thôi, và cũng vì vậy mình có thấy một vài trường hợp đã bị gây tai nạn do cái chân trống này đó. Thì mình mới nghĩ ra cái thiết bị này đó, và hôm nay mình gắn lên cái xe của vợ mình luôn. Đây, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nhé. Mình đang quên gạt chân trống này đấy, và bật bật chìa khóa lên này, thì trong vòng mấy giây thôi, mấy giây 8-9 giây gì đó, hoặc là 5-6 giây, thì cái còi hú nó sẽ báo lên đó. Và lúc đó chúng ta chỉ cần gạt chân trống lên thôi là nó sẽ tắt. Đây, khoảng 5-6 giây thì nó sẽ báo liền, để gạt chân trống lên nhá. Cái mạch này cực kỳ đơn giản luôn nha các bạn, nó chỉ cần có hai dây ra, để là dây cảm biến cái vị trí của cái chân chân trống này, và hai dây cấp nguồn thôi. Hai dây cấp nguồn, hai dây cấp nguồn thì có một cái dây là dây âm, dây âm thì chúng ta nối vào sườn này, nhưng mà tốt nhất thì các bạn nối vào dây âm của bình ắc quy nhé. Còn một dây dương thì chúng ta nối ở sau công tắc. Công tắc này là công tắc hai dây, thì có dây đỏ là điện dương bình ắc quy, và này dây nâu, hoặc các dòng xe Honda thì nó sẽ là dây đen hoặc là dây màu nào đó. Nếu trường hợp hai dây thì dây đỏ là dây bình ắc quy, còn dây kia là dây sau công tắc đó, thì chúng ta nối vào dây này, đừng nối vào dây đỏ. Thì khi mà chúng ta bật công tắc lên thì dây này sẽ có điện, và nó sẽ cấp điện cho cái nguồn này luôn. Đối với xe Rimway này kia thì các bạn có thể nối dây xanh xanh này, tức là dây âm vào dây xanh của công tắc, và dây dương này vào dây đen của công tắc là được. Rồi sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái mạch này, hướng dẫn các bạn làm cái mạch này nhé. Nó rất đơn giản, và các bạn sau khi xem cái clip này thì các bạn sẽ làm được. Rồi, các bạn mà thấy video hay thì hãy chia sẻ nhé. Sau khi mà các bạn xem thấy nó hữu ích thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết, cùng làm, và để hạn chế cái tai nạn giao thông. Rồi đây các bạn, cái mạch bên trong nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Một cái còi hú nha, còi hú là các bạn mua giá khoảng 35 ngàn. Một con Relais này khoảng 5 ngàn. Đây là con IRF 540. IRF 540N. Đấy. Rồi, một con tủ điện. Này là tủ điện 16V 100 microfarad. Con điện trở này là 100 kg. Và con điện trở này là 56 kg. Với thêm hai con diode nữa thôi. Đó. Mạch đơn giản như vậy thôi. Mình sẽ cho các bạn xem cái sơ đồ nhá. Sơ đồ thế này cực kỳ dễ làm luôn. Đây là con relay 12V 7A. Đây 12V 7A là con này. Thì các bạn lật ngược nó lên này. Đấy, lật ngược nó lên. Đó, giống chân chưa. Thì chân này là NC này, chân này NO này. Đó, đúng thứ tự nha các bạn. Rồi, tiếp theo làm con IRF 540N. IRF 540N thì chúng ta sẽ đặt ngược thế này, giống theo chiều mình vẽ luôn đấy. Đấy, đó, hai cái này quan trọng. Đúng chưa? Thì cái chân ở giữa của con IRF này, chân ở giữa này này, thì các bạn sẽ nối vào chân này của con relay. Đấy, nối vào đây chân này. Đúng chưa? Đó, còn chân này này, nó là đây, nối qua giữa chân chân bên này và chân bên này là một con điện trở 56 kg. 56 kg hoặc 50 kg cũng được nha các bạn. Đấy. Rồi còn chân bên này nó sẽ là chân cấp nguồn, chân âm. Tiếp theo, từ đây nối là con tụ, bên này là cực dương này. Tụ nó đây các bạn. Tụ này. Nhỏ xíu thôi. 16V 100 microfarad.
Các bạn có thể dùng tủ cao hơn một xíu cũng được, không sao. Nhưng mà đây là cái thông số mà tối ưu mình đã nghiên cứu rất là kỹ. 16V, 100 microfarad. Đó. Còn đây là con điện trở 100 kg. Thì nó sẽ nối tiếp qua một con cảm biến gốc. Nói cảm biến gốc cho nó hoành tráng vậy thôi, nhưng thực tế đó không phải là cảm biến gốc nhé. Này, nó chính xác là con công tắc thủy ngân. Các bạn này, công tắc thủy ngân thì nó có giá khoảng tầm 20.000 đồng. Thì bên trong này á, nó là cái thủy ngân nha. Khi mà mình hướng đến này này thì cục thủy ngân nó quay về đây thì nó sẽ không có tiếp xúc được, do thủy ngân là kim loại dẫn điện mà. Còn khi nó quay ngược góc lên á thì nó sẽ tiếp xúc và nó nối được hai chân này với nhau. Mình sẽ test bằng đồng hồ các bạn xem nha. Đây đồng hồ. Đây đồng hồ đây. Chạy 2 giây nó kêu. Đó thì cái công tắc này này, khi mà chúng ta dựng ngược nó lên này thì sẽ kêu, nhưng mà chúng ta chúc nó xuống này, cái cục thủy ngân nó đi xuống thì nó sẽ không kêu này, thấy không? Dựng lên nó kêu này, chúc xuống thì không kêu này. Đó thì khi mà chúng ta dựng ngược thế này á, tức là chân trống á, chân trống chúng ta đang để xuống đúng không? Còn khi mà chúng ta đây, đây là kiểu kiểu thế này thì chân trống chúng ta đang dựng xuống này, còn khi mà chúng ta gạt chân trống lên thì chúng ta nghiêng lên thì nó sẽ hở ra và nó không tiếp xúc nữa nhé. Đấy, các bạn mua cái con này là giá khoảng 20.000 đồng, gọi là công tắc thủy ngân. Và các bạn phải cẩn thận nhé, đừng để cái công tắc nó bể, nó bể ra thủy ngân nó văng ra thì rất là nguy hiểm, thủy ngân rất là độc. Rồi này, các bạn nhìn sơ đồ hiểu đúng không? Cái này chân âm của con tủ điện, chúng ta nối với chân của con điện trở 56 kg và chúng ta nối vào chân nguồn không chân âm. Rồi ở đây cái trên cái con relay này thì các bạn á phải nối một con diode, và cái phần mà có vạch màu trắng này nó sẽ hướng qua bên này nhé, nối vào chân dương. Đó, cái con diode này có mục đích là để bảo vệ cái con IRF này và giúp cho con này lâu hư, đồng thời nó cũng bảo vệ luôn cái con relay này, do khi mà đóng ngắt thì giữa hai chân cực này sẽ có một dòng điện cao thế nó phóng ngược lại, do đó con diode này nó sẽ xả cái nguồn điện đó đi nhá, thì sẽ bảo đảm độ bền cho cái con relay. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một con diode ngược về đây lại nữa, là để nhằm bảo vệ cái mạch này không bao giờ bị sai, tức là chúng ta có cắm lộn cái chân âm qua đây thì nó cũng không có ảnh hưởng cái mạch, mạch sẽ cái con diode này này nó sẽ ngăn cái đường điện qua và cho cái mạch nó không không bị hư hỏng. Và cái mục đích thứ hai của con diode này á, nó nhằm là giảm cái cường độ dòng điện, tại vì dòng điện trên cái bình ắc quy của xe máy á, nó tới 10 mấy ampe thì con nó sẽ giảm xuống được vài 3 ampe gì đó, thì cho cái mạch này nó sẽ dịu hơn. Rồi ở đây chúng ta sẽ nối vào chân NO, tức là chân này, khi lật ngược lên thì nó nối chân này vào chân cổng của cái còi hú. Đó, còi hú có dây màu đỏ là chân cổng á, còn chân trừ á dây màu đen, thì chúng ta sẽ nối vào dây âm nhé. Đây, nối vào đây. Đó. Còn cái chân này, chân cổng này của con cảm biến, chúng ta sẽ nối vào đây. Đấy. Thế là xong. Và chúng ta sẽ đi hai cái dây này ra này, kéo dài dây cảm biến này, còn dây cộng trừ này chúng ta sẽ kéo dài ra để nối vào cái mạch. Cái mạch này mình đã tính toán là các điện trở, thông số các điện trở và tụ điện này á, là nhằm đảm bảo rằng chúng ta đi trong môi trường xe mà sóc này kia thì cái cục thủy ngân này này nó lắc qua lắc lại và đóng tiếp điểm á, đóng tiếp điểm mấy lần á, rất nhiều lần xe rung lắc, thì các cân thông số này này mình đã tính toán kỹ rồi, thì nó sẽ giúp cho cái mạch này nó không có bao giờ báo nhé, xe rung cửa nào nó cũng không có báo luôn. Đó, chỉ khi nào mà chúng ta gạt chân trống xuống thì nó mới báo thôi. Rồi các bạn lưu ý một xíu nữa, đó là cái cảm biến này này, nó cảm biến cho nó oai oai xíu nhé. Để chúng ta sẽ tháo cái băng keo cho các bạn xem.
Đây mình hàn rồi. Thì sau khi bắt các bạn hàn xong thì các bạn phải bẻ gập ngược nó lên lại như thế này nhá. Bẻ gập ngược nó lên lại để khi mà cái chân trống này, chân trống lên thế này thì các bạn sẽ gắn một cái góc là khoảng 45 độ xiên thế này. Đó, các bạn sẽ gắn góc xiên 45 độ thế này. Thì khi mà gạt chân trống xuống á thì bảo đảm nó luôn luôn tiếp xúc. Rồi khi mà chúng ta gạt lên thì một xí thôi, gạt lên xí thôi thì cái hạt này nó là lệch qua một bên rồi các bạn. Đó, các bạn lưu ý nhớ bẻ ngược cái chân này lên, bẻ ngược cái con này, con công tắc thủy ngân này lên và gắn một góc là 45 độ. Đó, góc này là 45 độ. Rồi chúng ta sẽ đưa dây đi về. Đó, chỉ cần gắn ngoài như vậy thôi. Đấy. Nhích lên một xíu nó sẽ chạy ra rồi nhé các bạn. Đó. Rồi, các bạn thấy cái video này hữu ích và hay á, thì hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết để làm nhé các bạn. Đấy. Nhớ nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký và hãy like để ủng hộ mình nhé. Mình nếu mà mình nghiên cứu được cái mạch nào hay mình sẽ chia sẻ các bạn. Mạch này bảo đảm trên thị trường nó chưa có đâu nha các bạn. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.